giác của Khánh khi mà nhận được lời mời tham gia chương trình Đại Nhất Mưu Sinh thì rất là... Hoang mang nha. Hoang mang là tại vì mình sợ là mình không có thể đảm đương được cái vai trò này, mình sợ là mình làm sẽ không tốt. Nhưng một hồi thì Khánh xem kỹ về format của chương trình, Khánh rất là hứng thú, rất là thích. Tại vì mình sẽ có một cái dịp được trải nghiệm, được cọ sát với lại những cái điều, những cái hoạt động mà mình ít khi mà có thể là chưa bao giờ mình làm. Thì nó cũng sẽ giúp cho mình cải thiện được bản thân mình nhiều hơn, có kinh nghiệm và vốn sống nhiều hơn. Cho nên là Khánh định đồng ý tham gia chương trình. Và Khánh hy vọng là với cái gọi là cái format của chương trình như thế này á, sẽ cho mọi người thấy và hiểu rõ hơn về về Khánh, về con người thật của Khánh. Là sẽ có hai khách mời là ngoài Khánh ra đúng không? Khánh nghĩ là một người khá là lương thiện á, tử tế. Khánh nói là con này để khi mà vị khách mời đã có xem được á, thì họ sẽ đối xử với Khánh đúng với những gì mà Khánh nghĩ về họ và hỗ trợ cho Khánh thật nhiều cho chương trình. Em xem cơm lễ đạo lắm không? Nhưng cơm này đặc biệt tin lắm không? Nó nguội. Khánh không cần biết là ai, là trai hay gái, là nam hay nữ, là bất cứ người nào như thế nào Khánh không cần biết. Nhưng mà Khánh chắc chắn với các bạn một điều là một người rất tử tế, rất dễ thương và hỗ trợ Khánh vô điều kiện. Ủa? Là ăn xong cái đi không trả tiền hả? Hả? Cái gì vậy bà nội? Ủa nó kẻo gì vậy? Cái gì vậy? Ủa? Cái xe đó chưa tính tiền hả chị? Là một người rất tử tế, rất dễ thương và hỗ trợ Khánh vô điều kiện. Điều mà Khánh mong đợi nhất ở trong chương trình là Khánh sẽ được sống một cuộc sống khác với Khánh bình thường. Và mình sẽ, như này Khánh có chia sẻ rằng đó là sự trải nghiệm rất là quý báu và rất là giá trị. Và mình có thể mang đến những cái hình ảnh đẹp nhất ở những cái vùng, những cái tỉnh hay là thành phố mà mình đến, để có thể lan truyền những cái điều gì tốt đẹp ở nơi đó đến với khán giả ở khắp mọi nơi, ở Việt Nam hay cũng có thể là bạn bè quốc tế. Nếu mà hỏi lo ngại không thì có lo ngại, tại vì như mọi người cũng biết thì là thể lực Khánh không tốt. Qua cái chương trình các bạn xem thì các bạn cũng đã biết được điều đó đúng không? Nhưng mà mình vẫn luôn có một cái tinh thần nó quan trọng lắm. Tinh thần của mình thì nó hơi cầu tiến xíu, là mình sẽ quyết tâm và nỗ lực để có thể là hoàn thành được cái thử thách đó hay là một cái nhiệm vụ nó được giao. Tại vì nếu mà làm không được thì thật sự là mình cảm thấy rất là có lỗi với bản thân. Nên Khánh nghĩ là Khánh sẽ cố gắng hết sức, dù là cái thể lực mình không tốt như nhiều người, nhưng mà mình vẫn có sự rèn luyện mà, nên là Khánh nghĩ là cũng được cải thiện rất nhiều. Rồi mình cũng cần phải có một cái tinh thần thép, đó là sự quyết tâm và nỗ lực. Nên là Khánh nghĩ là Khánh sẽ cố gắng, không hứa là mình sẽ là đệ nhất mưu sinh, đệ nhì cũng được đi, nhưng mà quan trọng là quá trình cũng là kết quả cuối cùng. Khánh hy vọng là các bạn thấy được cái quá trình Khánh nỗ lực và cố gắng trong chương trình. Cảm ơn tất cả các bạn khán giả và hy vọng là các bạn khán giả sẽ luôn yêu thương ủng hộ chương trình Đệ Nhất Mưu Sinh cùng với Duy Khánh nha.